Đi tắm biển ha, tại vì lâu rồi không có được tắm biển. Diễm gia đình Diễm đi Mũi Né, Phan Thiết mọi người. Thơm ngọt quá mà độ béo cũng vừa phải, trân châu dai ngon. Này tưởng cái học tưởng cái học giật ra nha, không phải. Trời ơi. Hello, Diễm xin chào buổi sáng tất cả mọi người. Thì hiện tại là cả nhà Diễm đang chuẩn bị để đi chơi. Thì bây giờ là chuẩn bị một cái chuyến đi chơi mà cuối tuần dài luôn, từ thứ năm cho tới chủ nhật luôn. Đi chơi hơi xa chút xíu. Đi tắm biển ha, tại vì lâu rồi không có được tắm biển. Diễm gia đình Diễm đi Mũi Né, Phan Thiết mọi người. Tắm biển thay đổi không khí rồi. Đó, đây là khâu chuẩn bị ha. Đó, đây là xe em bé. Nhà là có em bé cho nên đồ đạc nhiều lắm. Rồi còn đây. Đó. Đi có 4 ngày thôi mà cả nhà y như là đi gọi là cả tháng vậy. Đồ đạc quá trời luôn mà còn chưa đủ nữa đó. Đó, đang chuẩn bị ở ngoài sau chuẩn bị nhiều lắm. Thì bây giờ là còn khoảng 15 phút nữa là xe tới ha, cả nhà Điểm mướn một chiếc xe để đi đi ra ngoài đó. Chứ nếu mà đi xe ngoài á, thì rất là khó, tại nhà có em bé đó mọi người. Đó, thì bây giờ đợi xe tới thì lên xe đi thôi. Nếu mà trên đường đi á, có cái gì đẹp, có gì đặc biệt á, Diễm sẽ quay cho mọi người xem ha. Đây là khâu chuẩn bị cho mọi người đó, chuẩn bị đồ đạc. Út ơi, chuẩn bị đi chơi nha. Út ơi, ngơ ngác à. À, con mặc đồ tông sượt tông với ngoại nha. Đồ chấm bi luôn nha. Đây gì ba bồng. Gì ba bồng. Gì ba bồng. Gì ba bồng. Mạnh sắp được đi chơi rồi đó. Quá được đi chơi rồi. Rồi lên xe nha. Mát quá, mát quá. Mạnh ơi, đó chuẩn bị lên xe. Bây giờ cả nhà Diễm chuẩn bị lên xe nha mọi người. Đây. Ơi mát quá, mát quá. Đầm đen chấm bi nó mới chịu. Đó, xí mạnh nè. Xí mạnh nè. Xí khì kìa. Xí liền. Út ơi. Ok, bây giờ gia đình Diễm là chuẩn bị lên xe đi thẳng ra Mũi Né, Phan Thiết. Thì trên đường đi có những gì đẹp và đặc biệt Diễm sẽ quay cho mọi người xem ha. Hẹn gặp lại mọi người sau. Hello. Đó, bây giờ chuẩn bị đi nè. Hello cả nhà. Đó. Nhà có nhiêu đây người thôi đó mà đồ nhiều hơn người nữa. Đó. Tài xế à? Đây, anh tài xế. Tài xế thân quen. Mày nhớ chở mình đi đâu rồi nha? Đi Bến Tre. Đi Bến Tre hôm bữa anh chở đi nè. Đó. Bây giờ là chuẩn bị lên đường nha mọi người.
chạy được 2 tiếng đồng hồ rồi mọi người. Mới qua được cái hầm Thủ Thiêm thôi à. Rồi phải còn tới 4 tiếng nữa mới tới. Đó. Bây giờ là chờ tới nơi ha. Chắc là phải ngủ một giấc. Xí Mạnh nè, Út ngủ rồi. Đây là trạm dừng chân cao tốc Dầu Dây Long Thành đó mọi người. Đó, Long Thành Dầu Dây nè. Tới đây là được hơn 2 tiếng rồi. Gia đình ghé đây ăn uống nghỉ ngơi ha, đi vệ sinh rồi bắt đầu đi tiếp. Đó. Dừng ba kìa. Cười. Đó, bây giờ còn khoảng 3 tiếng mấy nữa là sẽ tới Mũi Né nha. Đây quán phở ha. Ông ngoại với chồng Diễm ăn phở. Nguyên cục xí quách luôn nè. Kêu 2 tô xí quách mà còn có 1 tô hả? Còn có 1 tô hả? Rồi anh ăn cái gì? Xương thịt. Ở này hủ tiếu đâu phải phở. Tiếu hả? À, không, ba ăn đi con, không ăn đâu. Đó. Thì ghé ở đây là có nước uống ha, có cái bên là trà sữa. Ba Diễm thì với chồng Diễm thì ăn hủ tiếu ha. Ăn đi rồi đi. Con ở ngoài con uống trà sữa. Thì giờ ghé đây dừng chân ha. Cũng sạch sẽ lắm mọi người. Khi mà vô toilet ở đây á, là vệ sinh rất là sạch sẽ luôn. Và điều đó là điều rất là quan trọng luôn, Diễm thích ha. Còn đây là đợi trà sữa. Mua trà sữa, cái hiệu trà sữa nè. Ngồi đây đợi chút xíu. Uống thử coi là trà sữa ở đây có ngon không. Đúng rồi em. Dạ. Đây ly trà sữa rồi mọi người. À, cái này là sữa tươi trân châu đường đen ha. Ngon nha. Ngon ngọt quá. Mà độ béo cũng vừa phải. Trân châu dai, ngon. Nếu mà có ai đi ngang qua đây thì ghé đây dừng chân nghỉ ngơi, đi vệ sinh, ăn uống cũng sạch sẽ mọi người. Ở trên xe thì ăn bánh mì ha. Đi chơi lúc nào ngoài cũng chuẩn bị bánh mì nè. Đó, nguyên cái bếp của ngoại nè. Đây. Nguyên cái bếp của ngoại nè. Ngoại chuẩn bị gì vậy? Bánh mì à? Hello đi nè. Hello. Cho đời ổ bánh mì chả. Rồi. Chả tiêu. Chả tiêu. Ít chả thôi, vừa đủ thôi, để đại đi đâu sao. Rồi, đủ người rồi, lên đường thôi. Tiếp tục lên đường. Thank you.
Bây giờ là gia đình Diễm tới resort rồi nè mọi người. Bây giờ vô check in để lấy phòng. Hello. Cho chị check in ha. Hồ Thị Ngọc Diễm. Ôi trời trời ơi trời. Dạ. Ok. Thì đây là tên của resort nè. Sailing Bay. 4 sao ha, resort 4 sao. Bây giờ là chờ check in rồi lấy phòng. Thì sau khi nhận phòng. Ờ có nước hả? Dạ. Vậy chắc để gọi người nhà lên. Ồ. Nước gì ngon vậy? Nước gì ngon vậy? Đúng rồi. Rồi. Chị đại diện bảo lãnh những cái thành viên còn lại giúp em nha. Ừ. Liên hệ và tới ngày năm sinh giúp em là được. Ok rồi. Ok. Chị bớt ghế ngồi đợi chút xíu. Ok rồi. Cảm ơn em. Chị. À, Út ơi, Mạnh ơi, sắp được nhận phòng rồi nha. Đó. Diễm đã nhận phòng rồi nè mọi người. Đó. Check in xong thì bây giờ chuẩn bị vào phòng ha. Để nhận để vô nhận phòng xem là phòng như thế nào. Khi mà nhận phòng thì Diễm sẽ quay cho mọi người xem cái phòng của gia đình Diễm ha. Thì bây giờ là cả nhà Diễm chuẩn bị vô khu resort nha mọi người. Ồ quá mát luôn. Mát ghê á. Đây hôm nay là ngày nhận phòng cho nên hả có thể là hơi bận rộn tí. Diễm sẽ quay phòng cho mọi người xem ha. Còn phong cảnh ở đây thì Diễm sẽ ở đây 3 đến 4 ngày lận. Cho nên Diễm sẽ có thời gian quay cho mọi người xem phong cảnh ở đây. Đó. Nhưng mà hiện tại là hai bên đường đi là vừa không luôn á và rất là mát luôn, gió thổi lồng lộng à, cảm giác là lý tưởng rồi đó nha. Và nếu mà từ ở ngoài đi thẳng vô đây là hồ bơi đó. Giờ đi vô nhận phòng nha. Đó, thì bây giờ lên nhận phòng nha mọi người. Nhà Diễm là 3 phòng kế bên nhau luôn. Thì cái phòng của Diễm ở đây là số này Diễm 1303 ha. Đó, 1303 giờ mở cửa vô nè. Giờ vô coi phòng sao ha. Vô. À, giếng này vô. Để mọi điện gì nó hoạt động. Đó, vô. Mình vô đi rồi mình sẽ review phòng cho mọi người xem ha. Đó. Như em ấy đang chuyển đồ lên cho mình á. Mình cứ lên phòng trước rồi cái em đó em sẽ đưa đồ lên cho mình. Đó. Ok mọi người thì bây giờ ha là gia đình Diễm đã tới resort rồi ha. Thì bây giờ nhận phòng ba cái phòng của gia đình Diễm nào kế bên là ba mẹ chị Diễm luôn thì ba phòng kế bên nhưng mà bất tiện cái là ở trên lầu. Nhà Diễm có ba bé nhưng mà ở trên lầu là tại vì ở nhiều ngày quá nhưng mà ở dưới muốn đổi phòng ở dưới đất thì không còn phòng để đổi nữa nhưng mà cũng không sao. Nhưng mà khi mà ở đây thì nhìn ra là thấy view biển ha. Chút xíu Diễm sẽ quay cho mọi người ha. Đấy, giá mà Diễm book trực tiếp mà khi ngày Diễm book là 1.160.000 cho một phòng một đêm đó mọi người. Nhưng mà nếu mà đúng cái phòng này thì là 1.600.000 lận. Nhưng mà Diễm được book được giá rẻ ha. Thì không biết đúng hay sai do cái bạn lễ tân nói thôi. Nhưng mà phòng thì khá ok ha. Phong nền sáng nè, sạch sẽ. Đó, được cái giường size này là 1m8, 2m nè. Mà Diễm nghĩ chắc là giống như size king anh hả? Size king ở Mỹ. Đó, thì trong phòng là trang trí cũng đơn giản thôi. Bức tranh, mấy cái cây. Và được cái này nhìn sang quá nè. Đó, nhìn cái này khắc nhìn cũng sang nữa. Đó, hai bên luôn nè. Đó, nhìn rất là nghệ thuật luôn nhưng mà mỗi phòng đều có hai bức như vậy luôn ha. Phòng nào cũng sẽ có hai cái bức như vậy luôn.
cùng phong cách với nhau luôn. Rồi ở đây là có hai cái ghế sofa nè, cái bàn để ngồi, mà có cái này chỉ đây nè, nhìn thì sang á nhưng mà cũng hơi hơi cũ nha mọi người, thấy không anh, thấy không, nhìn cũng hơi cũ nha mọi người. Đó thì lần đầu tiên mình tới đây thôi cho nên cũng không biết nữa, ở mới biết được, nhưng mà sạch sẽ là được. Còn ở ngoài này là view biển ha, ra cho mọi, mở ra cho mọi người coi luôn. Đó, ở ngoài này là view biển. Thì hiện giờ là hơi nắng ha, nhưng mà buổi sáng thì sẽ mát. Bây giờ thì hơi nắng nhưng mà Diễm nghĩ chắc buổi tối là, buổi sáng với buổi tối là mát lắm. Ra được không? Thấy không? Đó, quay cho mọi người coi. Ở dưới thì mát, nhìn mát lắm, ở ngoài là biển. Đó, ở đây là mình đứng rồi, nhìn mình nhìn ra biển được. Quay vòng vô trong nè, đó nguyên khuôn viên của cái resort nè. Rồi ở ngoài này cho mình hai cái ghế nữa, nhưng mà chỉ có buổi sáng sớm hoặc là buổi tối mới ngồi được thôi, chứ giờ này nắng dữ lắm. Đó. Thì ở đây có cái bàn, có cái kiến ngồi trang điểm đồ đó. Thì để mình coi cái trong đây là cái tủ lạnh ha. Đó, tủ lạnh trong không thôi, mình để đồ nước mình vô. Đó. Ở đây có cái kệ để mình để đồ, cái tivi đó, cái ghế để mình để đồ ha, đây đồ của Diễm, hành lý của Diễm đó. Thì chung quanh đồ đạc là nó chỉ vậy thôi đó. Mà đặc biệt có cái toilet nha mọi người, cho mọi người coi. Đây. Cái phòng tắm, có cái bồn tắm nằm ha. Đây. Rồi ở đây là cái sink, cái bồn rửa tay, rửa mặt rồi nè. Thì ở trong đây là có cho mình khăn nè, mấy cái vật dụng như xà bông, mình chải cho đánh răng đồ. Ở dưới đây cũng có khăn tắm, có cái máy sấy nữa. Ồ, này tưởng cái hộc, tưởng cái hộc giật ra nha, không phải. Trời ơi, chắc là cái này hồi xưa là ổ điện nè, bây giờ hả gắn lại rồi. Đó, hồi xưa chắc cái im điện đây. Đó, thì cái cho mọi người coi, vô đây là cái bồn cầu ha. Thì ở trong này là cái phòng tắm đứng. Đó, được cái phòng tắm đứng là chịu. Đó, thấy không anh? Cái vàng dồi sen cũng đã ha, nhìn là thấy ngầu rồi. Mở. Đó, tắm mưa luôn. Đó. Thích cái này. Đó, có được cái này là sướng rồi. Đó. Đó. Thì được cái phòng tắm đứng, phòng tắm nằm ha. Nhưng mà có một cái mọi người, đứng nằm đây tắm, đứng đây tắm là ở ngoài nhìn vô thấy nha, là chỉ có vợ chồng thấy thôi. Nếu mà mình muốn thì mình có thể kéo này lên xuống nè. Đó. Nhưng mà không kéo là đứng ngoài thông nhau luôn. Đây mình kéo, đó. Mình muốn mình kéo này xuống, che lại, đó. Đó. Không á, là đi ra là thấy Diễm trong này luôn nha. Đó. À, phòng thì rộng rãi, sạch sẽ. Có đồ thì hơi cũ tí xíu nhưng mà không sao, được cái bồn tắm cũng thoải mái ha. Đó, cái này là cái điểm đặc biệt. Còn đây là cái tủ để móc đồ ha. Có cho mình cây dù nếu mà mình cần dù, nắng quá cần dù. Rồi có cái sắt ở đây. Mấy cái móc treo đồ, đó, đồ đạc đồ để vô đây. Rồi ở đây là cho mình hai đôi dép để đi ra đi vô nè. Có cho mình nước suối ha. Hai cái ly, rồi cà phê rồi trà. Đó, có cái ấm nấu nước nữa nè, đó, đầy đủ. Có đồ gạt tàn thuốc cho đàn ông. Rồi ở đây là nguyên cái kiến nè, mình mặc đồ rồi soi mình trong gương đồ cho thấy chỉnh chu rồi. Đó, vậy thôi. Vậy là xong cái phòng rồi đó. Cái phòng giá là 1.160.000, Diễm đặt thẳng ở
Diễm gọi điện thẳng tới khu nghỉ Diễm đặt đó mọi người. Nhưng mà giá thì vậy, nhưng mà nó cũng tùy thời điểm ha. Có thể là có khi vào thời điểm cao giá, thời điểm mà mùa hè đông á thì sẽ mắc hơn. Đó, rồi tùy theo là view thành phố, view biển hay là view sân vườn, view hồ bơi gì đó mọi người. Rồi ở trên lầu hay dưới đất nữa. Đó, thì Diễm nghĩ là nếu mà ở dưới đất thì giá sẽ cao hơn. Nhưng mà bây giờ hết lựa chọn rồi, không còn phòng để đổi nữa. Mà cái phòng này thì ok, chỉ có sợ là hai em bé đi lên đi xuống hơi cực thôi. Nhưng mà không sao, phòng vậy cũng ổn định ha. Hôm nay là hành trình đi từ nhà Diễm đến đây là khoảng 6 tiếng đồng hồ lái xe. Bây giờ là nhận phòng rồi. Thì cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi video clip của Diễm. Diễm ở đây tới 3-4 ngày lận, cho nên có thời gian sẽ quay cho mọi người xem tất cả những gì Diễm đã đi qua. Cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại ha. Bye bye.